Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Nhất Vlog. Vâng, thưa các bạn, chúng ta đang cần một cái máy là dùng để xử lý về đồ họa. Cần cái máy phải là gọn, nhẹ, màn hình là 14 inch, với cân nặng là khoảng chừng là 1,6, tương đương 1,6 kg, hay chính xác là 1,67 kg. Đây, mỏng nhẹ nè các bạn. Thì đây chính là dòng máy mà mình đang review hôm nay, là mình đang nói về, đó chính là dòng Dell Latitude. Và đây là phiên bản là 3400. Và đối với dòng máy này, chúng ta nhìn thấy là đang còn bảo hành đến 2023. Có nghĩa là năm nay năm 2021, 22, 23. Đó. Và đối với dòng máy này, chúng ta nhìn thấy đây, với một cái sức mạnh rất là tốt, màn hình là 14 inch với tấm nền IPS, cấu hình là khá là mạnh luôn, đó chính là i7 đó, đời 8, i7 đời 8 nha các bạn, 8650, RAM 8GB, và có thể gắn được tối đa được trên đây là RAM 32GB nha. Và ổ cứng đang hỗ trợ là ổ cứng là M2 SATA đó. Và trên đây chúng ta nhìn thấy là máy là cũng khá thiết kế là sao các bạn, ngửa ra như này nè, rất là chắc chắn luôn các bạn, thấy chưa, thiết kế mỏng đúng không, gọn nhẹ đó, mỏng máy. Đây thì dòng Latitude mà các bạn nhìn thấy là cũng có về như là đạt tiêu chuẩn về như là để một bền á, là tiêu chuẩn quân đội á, STD810 á, thì mẫu này là cũng có về như là khá là bền, viền thì cũng coi là viền khá là mỏng trên đây, mẫu mới nha các bạn. Và cái ở đây dòng máy này thì gọi là phân khúc gọi là giá bình dân nha các bạn. Thì đối với dòng máy thì chúng ta nhìn thấy là về hình dáng nè, về phía trước các bạn nhìn thấy trên đây nó sẽ có về logo màu trắng với phông nền là màu đen, cái này gọi là nhựa thôi nhưng mà cũng rất là chắc chắn, có thể ngửa ra 180 độ như thế này. Thì bản lề các bạn có thể cầm nhấc lên nè, thấy chưa, khá là cứng cáp, nhấc cả cái máy lên luôn nè. Đó, muốn mở ra hoặc đóng lại các bạn phải giữ lại, mở ra cũng phải giữ lại như thế này mới là chắc chắn đó. Rồi cái nữa là các bạn nhìn thấy trên đây thì mẫu máy này, chúng ta nhìn thấy thiết kế của mẫu máy nè, khá là mỏng đúng không, các cổng kết nối đầy đủ hết. Đầy đủ đây là gì, chúng ta nhìn thấy đây là vị trí về sạc, sạc đeo hay gọi là sạc nhỏ đầu kim nha các bạn, kim nhỏ, hay gọi chúng ta xài mới một gọi là chuẩn sạc nữa, sạc tây si USB-C. Đây, USB-C đây các bạn. Các bạn thấy không? Thì trên cổng USB-C này chúng ta có thể kim sạc vào đây. Đó. Và USB-C này hay gọi là USB 3.1 nè. Đó, có thể hỗ trợ về display, mini display ha. HDMI xuất ra được 4K. Cổng LAN. Thiết kế khá nhiều cổng, cổng LAN Gigabit, hai cổng USB và USB đây là USB 3.0. Nhanh gấp 10 lần so với chuẩn 2.0. Đây là Type-C nhanh gấp đôi so với USB 3.0 nha các bạn. Đó. Đây là mic và rắc tai nghe. Rồi qua bên đây, các bạn nhìn thấy trên đây đó, phía trước sẽ có một cái góc lượn nè, cho phép chúng ta để cái tay nè, nó dễ dàng hơn. Nhưng mà khi các bạn mở ra các bạn phải thấy là sao? Phải giữ. Hơi bất tiện chỗ này ha, mở ra như thế này, giữ mở ra. Thấy chưa? Và thiết kế ở đây, các bạn nhìn thấy trên đây nó sẽ có về gần như là vị trí và dành cho thiết kế là mở lên như thế này thôi. Và cái nữa các bạn nhìn thấy qua bên hông bên đây, đây là vị trí về thẻ SD USB 3.0 cổng VGA. Mình cũng xài rất nhiều dòng nhưng mà nếu nó xếp về dòng mà mỏng mà nhẹ mà vừa đầy đủ tất cả các cổng, chúng ta nhìn thấy là phục vụ về cho công việc về giảng dạy hay là phục vụ cho công việc về như là làm việc đó, học về online hay là phục vụ cho như là Photoshop, Corel, Bodymark đó, phục vụ về trong công việc về đồ họa là luôn đó, đồ họa tương đối là tốt nha các bạn. Thì đây là các bạn nhìn thấy là cổng gì đây, cổng VGA nè, xuất ra được máy chiếu nè, cổng HDMI nè, xuất ra được máy chiếu nè, và đây là cổng TC cũng xuất ra được máy chiếu, rất nhiều cổng luôn các bạn. Thiết kế mẫu mỏng nhẹ và đa cổng như thế này rất là tuyệt vời đúng không? Phía đằng sau được thiết kế được là cái hốc tản nhiệt đưa ra đằng sau như thế này ha. Đó. Và mẫu chiếc máy này các bạn nhìn thấy đây là dòng Latitude. Đây mình mở ra một cái dòng Latitude đây. Latitude. Và đây là phiên bản là 3400. Các bạn nhìn thấy là mẫu này ra đời năm 2020. Bây giờ mình thử chắc cái này cho mời các bạn xem nha.
Thứ nhất là đây là gì đây? KB0XMW2. Mình thử check coi còn mẫu hành hay không. Để thử ra. Check mẫu hành để mời chúng ta xem. Đây thưa các bạn, thì đối với dòng này chúng ta thấy là vô Google nè. Thì đây mình đánh vô là gì đây? Ramfordel 3400. Thì đối dòng này thì chắc chắn các bạn nhìn thấy là về đang còn bảo hành của hãng luôn. Đó. BK0XMW2. BK0XMW2. Các bạn thử xem coi là dòng máy này còn bảo hành tới đâu đâu. Đây thưa các bạn, đây là dòng Latitude 3400 và đang còn bảo hành đến 2023 này các bạn thấy chưa? Đó. 2023 nha các bạn. Rồ số bọt bảo hành 3 năm. Đó. Và máy này là đang được cấu hình như sau. Đối với cấu hình máy thì các bạn nhìn thấy trên đây, cấu hình máy là cũng khá là tốt. Ở đây, đó chính là Core i7 8565, 8565 nha, chứ không phải 8650. 8565, 1GB9 và turbo lên tới là tương đương là 4GB. Đây, các bạn nhìn thấy là bây giờ mình sẽ gõ Google nè. Cái con CPU này nó lợi hại như thế nào? Là đây là chúng ta gõ là i7 nè. 8565. Đó, 8565 không? Và đối với CPU này chúng ta thấy đấy là 4 nhân và là 8 luồng. Đây 4 lõi đây các bạn. 4 lõi 8 luồng. Lúc ra rồi con này là sẽ là 409 đô, hơn 400 đô nha các bạn. Tương đương là hàng chục triệu rồi. Đó. Và các bạn nhìn thấy trên đây, nó từ 1.8 và nó turbo lên tới 4.6. Hay còn gọi là 8 CPU nha các bạn. 4 nhân 8 luồng. Thì đối với chúng ta nhìn thấy là hiệu năng tiêu độ TTP nè, rất là thấp, 15W thôi. Khá là tiết kiệm điện. Đó, máy khá là tốt nha. Và bộ nhớ RAM thì chúng ta nhìn thấy là CPU hỗ trợ lên tới 64GB. Nhưng đối với dòng máy này chúng ta nhìn thấy có 2GB RAM. Chúng ta có thể gắn được tối đa được là 32GB RAM với bus 2400 hoặc là bus là 2133. Đó là cấu hình thứ nhất về CPU. Rồi bây giờ mình sẽ nói về như là RAM. RAM 8GB, mặc định đang là 8GB, gắn được tối đa trên đây là 32GB RAM với 2GB RAM. Ổ cứng. Ổ cứng đây là ổ cứng là cũng khá là tốt các bạn. NVMe. Tốc độ siêu nhanh luôn các bạn. SN520. Đó, WD ha. Và đối với ổ cứng này là 250GB. Đây. Wi-Fi chuẩn AC 9560. Đây là một trong những dụng Wi-Fi gọi là mới nhất hiện nay sau Wi-Fi 6. GPU HD Graphics 620 hay gọi là Ultra HD Graphics 620 cho phép xử lý về đồ họa như là 2D, 3D thông thường, nó sẽ nhẹ được. Nhưng mà nó sẽ còn thêm một cái cạc rời nữa các bạn. Cạc rời khá là tốt luôn. NVIDIA GeForce 130. Và đối với cạc rời này thì các bạn nhìn thấy trên đây là xử lý khá